À, nó ghen á. Vừa bạn ông vừa làm câu lạc bộ ơi, nhà câu lạc bộ ơi. Nhà câu lạc bộ ông Bình Xuân đấy. Không. Ông trên đi vừa làm. À, đấy. Ông ấy gì? Đây làm dạng cũng cỡ như cỡ thế, nhưng mà đang ổn nhôm. Xấu mẹ. Tùy thế, đấy là các bạn à. Ông đang thích cái làm như vậy như thế, kiểu như thế. Pha đỉnh như thế. Nhiều khi uống vào là hết, tao uống pha được nửa cốc thì phải là được, chưa uống được hết. Đưa em uống hộ cho. Uống luôn. Cái đồ uống đã say thì tuần em đưa em uống hộ cho. Ngoài sĩ một tí về nằm đơ ra. Hai cô cháu xem có gì mà buôn đi còn gì nữa. Quần áo Ngọc Hà. Dạ, đóng cửa. Xốp Ngọc Hà. Xốp Ngọc Hà thế nào đây? Không bán, ngừng bán. Đang làm vào một ngày ngừng bán luôn. Mới đăng lên là em chuẩn bị bao quần áo cái một hút. Xốp Ngọc Hà đóng cửa luôn. Ê, sao mày?